Đó, Hà Lina đã hái xong hai rổ rồi cả nhà, cũng nhiều lắm đó chứ ha. Hà Lina còn chỗ nhiều chỗ này lắm nè. Đây là có bụi xả. Mọi người, hiện tại thì Lina đang đứng ở vườn của gia đình. Hôm nay trời rất là mát mẻ và Lina đang chuẩn bị ra vườn thu hoạch ít rau má này cả nhà. Thì cái sau lưng Lina là cái cụm rau má mà của gia đình đó, cả nhà thấy không? Rau má này thì bây giờ nó rất là tốt rồi, mình phải hái. Cái này mình có thể ăn sống được này cả nhà, mình có thể là xay nước uống hoặc là mình nấu canh ăn rất là tốt, tại vì thì mọi người cũng biết rồi đó, cái tác dụng của rau má nó rất là cao và nó có rất là nhiều tác dụng tốt. Hôm nay là Lina mời mọi người ra vườn cùng mà Lina thu hoạch rau má nha. Đây nè cả nhà, bây giờ nó lên nó nọ không còn chỗ cho cỏ lên đâu nè, thì mình phải hái nó thôi. Bên này thì nó tốt hơn nè. Ông xã Lina rất là thích uống nước ép rau má nha. Cái này mình trồng được á thì cũng tiện lợi lắm. Chứ bây giờ mình ra ngoài mình mua mấy cái nước uống á, nước ép rau má thì nó không được đảm bảo bằng mình tự hái, tự trồng, xong mình tự làm nước uống hoặc làm những cái món mà mình thích. Đó, nhất là bây giờ mùa hè tới rồi, cái món rau má thì nó giải nhiệt rất là tốt. Đây có một cây nha đam cả nhà, bữa trước có một cây nữa mà Lina nhổ rồi. Vậy đây, có một cây con nữa nè. Thương không? Bây giờ mình đi hái rau má đây cả nhà. Đây cả nhà, có hai cái rổ nha. Rau má này rất là dễ hái cho cả nhà. Mẹ cho con coi cho mẹ đó. Mẹ thấy không? Mình nhổ nó đó. Có những cái lá vàng này. Rau mẹ. Thường thì Hà Lina hay để nấu canh, thích ăn canh với thịt bằm, rau má với thịt bằm. Còn có thể là mình thích xay nước uống nữa. Một lần xay thì nhiều lắm. Thu hoạch nó rất là dễ. Mình thấy không? Mấy lá vàng mình bỏ đi. Nên là trồng cái này á, mình không có bỏ phân nhiều đâu nha. Lúc mà như là thu hoạch xong á, hoặc là lúc mà nó chưa có lên nhiều á thì như nào bỏ phân cho nó. Cái phân mà Lina bữa trước có chia sẻ video đó, Lina bón phân video, Lina bón chăm sóc cây trong vườn rau, Lina toàn dùng những cái loại phân sẵn như vậy, Lina bón. Rồi á, chủ yếu là mình tưới mỗi ngày. Cái rau má này á, nó thích hợp sống ở nơi ẩm, nó phải ẩm, tơi, sốt. Cắt cứng quá thì nó còn không có tốt, khó phát triển lắm. Nhà thấy không? Đây đi ơi, nhiều quá luôn á, đây đi mới nhổ chút xíu à, đây đi. Chút xíu nữa là vô là ăn ngon rồi đó, chả biết nó mắm là ngon vậy. Mới chút xíu mà nó đầy rổ luôn rồi nè. Mai có hai cái rổ thôi. Giờ có hái vô hết đi nữa thì cũng không có chỗ để cắt luôn. Con đi chơi đi để mẹ nhổ đó. Con biết nhổ rồi á hả? Mẹ what you want me to lấy? Nó đâu không phải cầm vậy đâu con, để mẹ làm đi chơi đi. Mẹ what you want me to lấy? Con không biết lấy đâu, tại cái này giật mạnh lên mới được. Đó, con làm được ha, làm đứt hết á. Bà nè, mới nhổ chút xíu thôi nha. Okay, bỏ đi chơi đi con. Mới nhổ chút xíu thôi nè, mà nó muốn một rổ luôn rồi đó. Đi chơi đi con. Lại chơi với ba với em á, để mẹ nhổ cho. Xong rồi mình đi vô làm cơm tối nha. Có té đi nè nha.
chiều chiều mát á, ra vườn tưới hái rau. Như là ở nhà mà đâu có biết làm gì. Ba đứa con thì hả mình chỉ có ở nhà trong mình nhỏ có cái vườn thôi, chăm cái vườn. Trồng cái vườn có chừng đau tay con được cái này á. Cái này rau trong vườn Hà Lý Nà có hai chỗ lên nhà trồng rau má. Những cái chỗ này nó tốt hơn. Cái góc vườn bên kia nó hơi không đủ ánh sáng á cả nhà biết không? Nên á hả? Chị thả có một chút xíu thôi, mấy cọng thôi đó. Mày nó lên dày vậy ha. Chị nó bò sang tiếp bên này luôn. Bò đừng nói là bữa nó bò hết cái dày này luôn á, nó bò hết sang cái khu vực này luôn rồi. Nè, nó ra cà rễ luôn nè. Mình muốn Halina đem ra phía sau trồng ít nữa. Để coi để nó có lên được cái lên không. Phần trước này là thấy nó lên rất là đặc, nó lên tốt rồi đó. Không hái nữa thì đây là sẽ đợi mai mốt á, cuối tuần á bên chồng tới là mình sẽ hái cho mọi người đem về mọi người ăn. Wow, that's a lot. Chứ mình hái hết vô mình ăn không hết á, không có chỗ mình cắt á thì sợ nó nguy hiểm lắm. Để ngoài vườn đi, nhà mình ăn mình hái. Đừng có cho em phá xe chứ. Cái này á mình trồng nó ra cái nhà ha. Quá đáng kìa. Gì vậy nè? Anh đi học của Daddy. Làm con sâu chết. Anh ơi, anh muốn ăn rau má cho nó mắm hả? Hopefully nó không có cứng nha. Hy vọng nó không có cứng. Ok, chồng đi nè, trong nhà ông nói là muốn ăn rau má cháo nước mắm tối nay nè cả nhà. Đó, rau má này á trồng á nó cũng đơn giản lắm, nhưng mà không trồng đất nào mà nó vừa tơi xốp ẩm á, thả nó xuống rồi nhà nhiều quá trời luôn rồi. Đó, đi nhà hái nhiều đây thôi, nhiều quá rồi. Hôm nay được rồi nha, thu hoạch nè, hai rổ. Wow, hai rổ rau má hôm nay đi nhà vừa hái xong, mới hái có chút xíu thôi nha. Mình hái cho đây, mấy đứa biết ăn cái này không, cái này là cái gì?
cho nó để rau má. Rau má. Rau má. Đúng rồi, rau má đừng giỡn quá. Rau má. Rau má. Để biết bưng cho mẹ ha. Con là Hình. Con là Ly nè. Ok, nghe vị chị mình đi bưng. Đây cả nhà. Rồi bây giờ mình đi bưng mình vô. Không ăn bây giờ được, mày phải rửa đâu các. Đứa nào ăn được cái rau này nói mày nghe. Con. Không phải con. Đây, con đừng bưng con mẹ. Đây đừng gọi lắm bưng nha. À, no, 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 đừng bưng mẹ mình, để mẹ mình bưng vô, mẹ mình bưng vô. Đây mẹ bưng vô đây, mẹ bưng. Em đi chơi, chơi đi. Được rồi, cảm ơn con. Để mẹ bưng này, tránh mẹ bưng này ha. Cũng nặng lắm nha, cái nhà còn được mấy ký luôn á. Ở đây thì Hà Ly nè trồng rau đắng này cả nhà thấy không? Rau đắng nè. Nó chưa có lên, bây giờ nó đang bắt đầu nó ra mầm non. Đó, mấy cái mầm non quá trời luôn nè. Mai mốt nó mới lên. Cải thì ốc nó ăn sắp hết rồi, cải mình gieo. Đó, cái này là rau răm. Nhìn thấy rau răm không? Tốt lắm. Thôi rau răm nè. Bự cho bá luôn. Cái này là cần nước. Đây là rau, mấy rau giúp cá với là rau húng lũi. Đó. Đó, giúp cá lên là cắt sắp hết rồi cả nhà. Trong này nè cũng có rau đắng nè cả nhà. Này rau thơm á nó ra, rau đắng ở trong này nè. Đó, cả nhà thấy rau đắng không? Nó là min thở. Không, cái này là min mà cái này rau đắng, rau này nó đắng á. Đó, cả nhà nè. It's bitter. Yeah. Bitter. Đấy. Con ăn được. Đúng rồi, bitter. Con ăn được đâu. Cái này ăn bún mắm này hết sảy luôn. I don't like bitter stuff. Uh-huh. Nắng quá. Đó thì Hà Ly nè đã thu hoạch xong rau má của hôm nay rồi. Bây giờ thì mình vô ăn cơm chiều thôi. Video lần sau á, Hà Ly nè còn nhiều loại rau lắm. Mình sẽ từ từ mình thu hoạch. À, Hà Ly nè cho mọi người xem cái cây xoài của gia đình mình. Cả nhà thấy cây xoài nè, trái nhiều không? Cả nhà thấy trái xoài không? Xoài nè cả nhà. Trái quá trời luôn nè. Xí. Đó. Nè. Trái chưa? Đây cả nhà, xoài này cả nhà. Đây là cây quýt. Có mấy trái của năm trước nó còn sót lại nè, vẫn chưa có chín, mình chưa có hái. Đây cả nhà, ở đây còn có chỗ rau má thứ hai của Alina nè, nhưng mà cái này nó vàng rồi. Tại nó thiếu ánh nắng mặt trời, nó không có đủ. Đó. Đây là hai chỗ Alina trồng rau má trong vườn. Trời ơi, ăn kẹo hết, sắp nó giờ ăn cơm rồi. Aiden, ba đâu? Có Daddy Aiden? Daddy làm gì con? Cooking hả? Ồ, Daddy cooking, Daddy giỏi quá vậy. Che miếng đi con. Sao đừng cắn tay sister vậy? Ngon không? Ngon hả? Ăn đang nhiều quá, để cơm, bụng ăn cơm. Bây giờ thì Hà Ly nè xin dừng video tại đây nha cả nhà. Hẹn lại cả mọi người vào video lần sau. Con muốn làm hả? Trời Thi nè chạy ra nó tính anh bye bye mọi người nè. Ok, come here lại đây. Mấy đứa này dạo này nó thích là mẹ phải quay nó lên á. Trời ơi, nắng quá nè. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. À, mọi người nếu yêu thích video của Hà Ly nè thì đừng quên bấm like, share miếng nè con, hoặc là đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình Hà Ly nè nha mọi người. Để Hà Ly nè có động lực á, mình sẽ làm thêm nhiều video nữa để gửi đến mọi người. Và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho cái channel của Hà Ly nè. Xin hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Xin chào tạm biệt, bye bye, bye. À, Thiên nào lại bye bye mọi người nè con. Bye bye baby. Nè mình bye bye mọi người đi. Bye bye mấy người. Không, bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Xin chào xe đi con xe. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nó đang dành ăn kẹo đó cả nhà. Mình ở ngoài hái rau má thì ông ở trong này ông xào nấm này cả nhà.
Tối nay là ăn cơm với nấm với cái này. Có quẹt. Cá cơm á khô á Lý Nà, kho với mấy cái thịt ba rọi mà mình rán thành tép mỡ đó. Để với ăn với tàu hũ với cơm thôi. Đảm đang không cả nhà? Ông nói món xào là ngon nhất nè, không cho Lý Nà xào. Không nói mình xào đâu không ăn. Ông kêu mình nấu món gì cũng ngon mà trừ món xào ra là thua ổng á, nên thôi để cho ổng xào luôn đi. Ăn mình thấy muốn ngon là phải thử một miếng.